Hi guys, welcome to Lời Dạy hay com Our lesson today is lesson 3 of Finances Community Services. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với LeiHai.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài học số 3 của Unit 6 với chủ đề các dịch vụ cộng đồng. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần Conversation Skill, kỹ năng giao tiếp. Chúng ta sẽ học về Asking for Repetition, đề nghị sự lặp lại, sự nói lại. To ask someone to repeat something, say Sorry, could you repeat that? Hoặc Sorry, could you say that again? Để yêu cầu ai đó lặp lại cái gì, ta sẽ nói Xin lỗi, bạn có thể lặp lại được không? Hoặc Xin lỗi, bạn có thể nói lại điều đó được không? Chúng ta sẽ cùng listen and repeat, nghe và lặp lại. Unit 6 Community Services Lesson 3. Track 11. Conversation skill. Asking for repetition. Listen and repeat. Sorry, could you repeat that? Sorry, could you say that again? Rồi vậy thì từ nay nếu các em cần đề nghị bạn của mình hoặc ai đó lặp lại thông tin mà mình chưa nghe rõ, hãy sử dụng câu Sorry, could you repeat that? hoặc Sorry, could you say that again? Phần học Conversation Skill của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời giải 2.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.